Xin chào mọi người, hiện tại đoàn của chúng tôi đang có mặt tại chùa Phục Vũ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa. Chùa hiện đang nuôi dưỡng 52 bé là trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là các trẻ em dân tộc thiểu số. Và hôm nay đoàn của chúng tôi sẽ mang đến những thực phẩm, nhu yếu phẩm, sữa và những vật dụng y tế để giúp chùa phòng chống dịch. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi trên fanpage để cập nhật những hoạt động mới nhất về Christmas Charity Day năm nay 2021.